Xin chào anh chị và tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt. Và trong video ngày hôm nay thì Việt hướng dẫn cho mọi người cách kết nối Bluetooth qua những cái thiết bị âm thanh không dây. Nếu như trên những cái dòng TV Sony thì chúng ta bắt buộc phải tải thêm một cái ứng dụng để hỗ trợ kết nối Bluetooth. Nếu như chúng ta vào phần cài đặt và xuống phần điều khiển phụ kiện, và ở đây nó sẽ có phần cài đặt Bluetooth, chúng ta vào đây để cài đặt thì chắc chắn chiếc TV nó sẽ không thể kết nối được với những cái thiết bị âm thanh Bluetooth không dây. Thì nó sẽ cho chúng ta một cái giao diện như thế này, tìm kiếm phụ kiện và nó sẽ mãi không tìm kiếm được. Chính vì vậy thì Việt sẽ hướng dẫn cho mọi người ở trong video ngày hôm nay cách kết nối Bluetooth qua những cái thiết bị âm thanh không dây. Thì điều đầu tiên mọi người hãy vào phần Google Play giúp Việt, và ở trong này chúng ta phải tải một cái ứng dụng. Và điều đầu tiên chắc chắn mọi người phải đăng nhập cho Việt cái tài khoản Google thì chúng ta có thể mới có thể tải được những ứng dụng về trên chiếc TV Sony. Rồi, bây giờ mọi người hãy tìm giúp Việt một cái ứng dụng Bluetooth. Ở đây thì mọi người có thể thấy là ứng dụng Bluetooth Scan TV. Mọi người hãy tải cho Việt cái ứng dụng này về. Rồi, thì sau khi mà tải được cái ứng dụng này về máy, về những chiếc TV thì điều đầu tiên Việt sẽ hướng dẫn cho mọi người để làm sao cài đặt được cái Bluetooth qua những thiết bị âm thanh không dây. Rồi, ở đây thì nó sẽ mở, có giao diện là mở. Đây, đây là cái giao diện của cái ứng dụng Bluetooth Scan. Thì ở đây mọi người ấn vào giúp Việt là Scan of Bluetooth. Và cho phép. Thì lúc mọi người ấn vào đây thì nó sẽ tìm ra những cái danh sách mà những thiết bị Bluetooth xung quanh những cái chiếc TV của mọi người. Thì ở đây thì Việt sẽ có cái loa Bluetooth của Việt là đây, cái loa mini này. Thì Việt bây giờ sẽ ấn vào một cái, nó sẽ hiển lên ở đây và ghép nối. Thì chúng ta hãy ấn vào ghép nối thôi. Nó sẽ hiển lên như thế này, đã hoàn thành công kết nối Bluetooth qua cái bộ loa Bluetooth rồi. Thì sau đó mọi người ấn nút home và tiếp phần cài đặt giúp Việt. Và sau đó mọi người xuống phần điều khiển từ xa và phụ kiện. Thì vào đây Bluetooth, mọi người có thể thấy là ở đây là cái tên của cái loa Bluetooth. Đây là Gen mini. Và vào đây kết nối thêm một lần nữa, kết nối. Thì mọi người đợi một chút, đây thiết bị âm thanh đã được kết nối và cái giao diện của âm thanh nó sẽ chuyển qua ba chấm và có một cái loa. Rồi giờ thì Việt sẽ test một cái video để cho mọi người cùng xem nha. Remix. Đâu, video 4K đi. Video 4K. Kính chào quý vị và các bạn. Và rồi, sau đây xin mời toàn thể quý vị và các bạn. Đây, mọi người có thể thấy là có thể nghe là hiện tại Việt đang còn mở kết nối Bluetooth từ chiếc TV qua cái thiết bị âm thanh là loa Bluetooth đây. Và mọi người có thể là kết nối chiếc TV qua những cái thiết bị ví dụ như loa kẹo này hoặc là những cái thiết bị âm thanh Bluetooth khác. Đấy. Rồi, thì Việt rất mong mọi người có thể là xem qua cái video của Việt, có thể là cài đặt thành công chiếc TV Sony của nhà mình qua những thiết bị âm thanh không dây khác. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Cho mình một like để chia sẻ video kênh của Việt có tới đến rất nhiều người khác, để mọi người có thể là sử dụng chiếc TV một cách thuận tiện và nhiều tiện ích hơn.